Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay Hưng Phạm nhà đất Bình Dương xin giới thiệu đến mọi người một lô đất tọa lạc tại An Bình 36, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Lô đất của chúng ta thì ở khu vực dân cư. Ngay sau lô đất là có một hộ dân đang ở. Đó, em quay chi tiết để mọi người cùng tham khảo. Và lô đất của chúng ta có mặt tiền đường hướng Tây, diện tích là ngang 5, dài 52, có 100m thổ cư. Tổng diện tích là 252,6m2. Sổ này thì mới cấp ngày 11 tháng 2 năm 2022 nha anh chị ơi. Từ ngã ba đường DH504 di chuyển vào vị trí lô đất mà hôm nay Hưng giới thiệu đến mọi người, cách là 180m. Đường này là đường đất, rộng 6m, hai ô tô né nhau khá là thoải mái. Và đường điện thì ngay trên đất nha anh chị ơi. Đường này là thông thoáng, thông ra đường DH cũng như là đường DT741 nha. Đấy, vào phía bên trong nữa là còn một hộ dân. Tuy nhiên ở trong khu vực này là trồng cao su nên là mình nhìn qua hình ảnh sẽ không thấy được. Còn khu vực ngoài này thì dân cư đông đúc này. Rồi ở ngoài đây thì đang trồng các loại hệ thống là rau sạch nha anh chị. Khu vực dân cư. Hiện tại thì lô đất này chỉ có giá là 550 triệu là mình đã sở hữu được một lô đất ở nông thôn tại khu vực Bình Dương mình nha. Đáng để cho cô chú anh chị mình mua ở hoặc là mua đầu tư nha anh chị ơi. So với thị trường đất sốt thì khu vực này với cái nền 5m này đang có mức giá là 1 tỷ 050 triệu một nền nha anh chị ơi. Nhưng hiện tại thì gia chủ rất là kẹt tiền, cũng như là thị trường đất đai đang đi xuống nên mới có giá là 550 triệu nha anh chị. Từ vị trí đất mình di chuyển ra đường DH504 là một con đường nhựa kết nối giữa xã An Linh, và nếu mình đi thẳng ra thì sẽ đến là đường DT741, chỉ trong bán kính là 3 cây số. Còn từ vị trí lô đất mình di chuyển ra là Ủy ban Nhân dân xã An Bình, trong bán kính là 3,2 cây. Ngoài đó thì đầy đủ các tiện ích như trường học, y tế, rồi các dịch vụ quán ăn, nhà hàng, đầy đủ các thứ nha anh chị ơi. Mời anh chị mình cùng tham khảo với em ngay lô đất này nha. Hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại hiển thị trên màn hình và cho em một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ em nha anh chị ơi. Một lô đất giá rẻ tại Bình Dương. Đường thông nha anh chị ơi. Anh chị mình có thể là thấy khu vực này thì dân đang là trồng cấy rau này, một cái loại hệ thống là rau sạch nha. Đó, em quay khung cảnh như thế này để anh chị mình cùng nắm bắt được xung quanh lô đất có những gì nha. Còn đây là vị trí đất của chúng ta, ngay chiếc ô tô đấy. Đất của chúng ta thì bằng phẳng, ngang là 5m, dài là 52, có 100m thổ cư, quy hoạch đất ở nông thôn, tổng diện tích là 252,6m2. Ở đây thì em đã test quy hoạch rồi, là phủ hồng hết đất nha anh chị ơi. Trên đất thì bằng phẳng trồng 2 cây cao su. Mời anh chị mình cùng tham khảo với em nha. Đất thì bằng phẳng, đất của mình thì không có dính cái gì hết nha anh chị ơi. Trên đất là trống không, hiện tại thì gia chủ mới phát cỏ này. Trên đất là không có dính mộ hay gì hết nha. Anh chị mình có thể quan sát từ hình ảnh trên cao là mình có thể thấy rõ được. Và đằng sau lô đất của mình thì có một cái căn nhà hộ dân đang ở đây. Nhà cấp 4 rất là đẹp luôn nha. Anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha.